Dự báo thời tiết 11 tháng 1, Hà Nội có mưa nặng hạt, sương mù dày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay cả nước có mưa. Trong đó, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, sáng sớm sương mù. Đêm và sáng trời rét. Tới trưa chiều ngày 12 tháng 1, mưa mới giảm dần. Thời tiết ở Trung Bộ, Tây Nguyên hôm nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cơn mưa trái mùa này tập trung chủ yếu vào buổi chiều. Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời dịu mát. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20, cao nhất 24-27, có nơi trên 27. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24, cao nhất 27-30. Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ và sương mù. Gió đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19, cao nhất 20-22. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.